2000 ngày đêm trấn thủ Củ Chi, tác giả Xuân Vũ, Dương Đình Lôi, tập thứ 121. Ông Tư lệnh Ba Xu và ông trưởng ban đánh rắm. Tôi ở chơi với Tư Linh vài hôm, bây giờ nó là chủ của cái công sự đờ cát bằng đất này. Mặc dù tôi cũng có nghe đồn về cái kỳ công do trung đoàn công binh của Tư Cường dựng lên, nhưng tôi không khỏi ngạc nhiên khi bước vào đó, công sức đâu mà làm đến vậy, tưởng như khoét một quả núi không bằng. Tư Linh bảo, mày ở đây cứ phình bụng ngủ, ngoại trừ một trái 175 trót ngay nóc thì không biết có thể chọc thủng rúng mình hay không chứ, còn bom bỏ mé mé thì chỉ gãy ngứa. Phèo ruột chứ gãy ngứa cho mày. Bên cát nó có thử cửa với tao rồi mà. Tư Linh hỏi, mày muốn ăn uống gì không? Mày có mấy chai muối tiêu với muối ớt, có mấy bẹ sườn khỉ khô mà làm sang. Ý, đừng giỡn mày. Tư Linh dắt tôi vô bếp trỏ cái đống đầu hộp. Móc ra ăn mau, tụi nó kiểm kê rồi đó ngang mày. Người ta đi không mang hết, nhưng đã vô sổ bàn giao lại cho tao từng thứ hết. Đây kìa, có cả rượu tàu rượu tây chứ không phải chỉ nước giếng đâu. Người ta vô sổ hết rồi mày ăn làm sao? Sổ cái cũ chi tao nè, thằng lớn có họng, thằng nhỏ không có họng hả? Ông lớn biết ăn, thằng nhỏ không biết ăn hả? Ở đây mày còn được mấy em? Tư Linh lỏ mắt dòm tôi rồi cười ré lên, cái đầu lắc lư, mái tóc rung rinh như một bụi chùm gửi trên nhánh cây to và nói, hê, đi não hết ráo rồi, chỉ còn một em. Ê, dành cho ông phó ban điệt. Bảy nào, nó đang sốt rét liên miên, kiên cử không kỹ. Mày có kini mắt lụi giùm nó một ống. Hai đứa nhìn nhau cười, Tư Linh chép miệng. Ê, trên rừng khỉ cái còn đẹp ngang mày. Rồi hắn đem bày ra trên bàn lũ khủ những hộp thiết trắng dẹp hột xoài tròn vuông đủ hình thức, nhưng lại không có nhãn hiệu gì hết. Mày biết make in gì không? Mắt gì cũng được, nhưng đừng có đựng cái bột hột gà khó ăn lắm, nuốt vô nó mắc nghẹn ngang cổ. Tao ghé hang của thằng Hùng, nó cho tôi ăn một bữa muốn trợn mắt, tôi là vô hầm bỏ bom muốn bể hết cơ sở. Tư Linh nói, ha, Tiếu Lâm hột gà. Tao đặt cho mày cái tên trưởng ban đậu phộng ngang. Ý, bộ tao đại lý đậu phộng sao? Tôi cười, mày không nhớ chuyện ở ngoài thành quá à. Ê, tao mà quên thì ai nhớ? Tư Linh nói tiếp. Thằng chồng bất kỳ được vợ tẩm bổ bằng lạc trang, báo hại tấm cót tre bị thủng mất. Tôi bảo, gọi mày là trưởng ban địch giặc thì nghe tục tiểu quá, vậy gọi mày là trưởng ban đánh rắm cho bớt tục ngang. Tư Linh ậm ờ, tôi nói tiếp. Ê, cái ban của mày về tết sự 5 năm trời mới nhờ mấy đứa chăn trâu bắt được một thằng Mỹ, vậy cuối năm báo công làm sao với trung ương? Nhờ bà nhà báo Nhã Nam của mày nói tiếng lên. Bắt một thằng Mỹ thành đích dẫn được một tiểu đoàn Mỹ và làm cho sư đoàn Anh Cả Đỏ của Mỹ sắp tan rã vậy đó. Thôi, uống mau đài với thịt đùi bắt mau gái đi. Hai tên tri kỷ cuồng làm vua trong cung điện của ngài Thái tử vừa đột ngột băng hà. Trụ ngọt quá, nó đục như sữa mà uống say hồi nào không hay. Được nửa tiệc, Tư Linh ghé tay tôi rù rì một lúc rồi bảo, mày lại làm pho mã hụt nữa rồi. Đến chừng, nó dứt tiếng tôi kêu lên, ê, có thể không mày? Ai dám phịa một cái chuyện như vậy? Mày nghe ai đồn? Ai đồn? Ông tham mưu trưởng cho tao hay á, vì tao là cấp trưởng ban. Tin đó tạm thời chỉ được phổ biến đến cấp trưởng ban thôi, phó ban cũng không được biết. Như vậy nghĩa là sao? Thì như vậy đó, chứ còn nghĩa là sao trước cái gì? Chiến tranh mà mày, tử thần gõ cửa nhà có cho ai hay trước? Mà sao lại đi vào bãi mịn? Tư Linh ực một tách mau đài tủ và lắc lư cái đầu bù. Thằng quận đội trưởng trảng bàn dắt đường lên vùng đất của nó mà không hiểu tại sao nó lại đuôi mù như vậy. Trời, đủ bà, kỳ này còn độc đĩa hơn vụ ông Sáu Di. Tư Linh quay ra la quảng. Ê, có đứa nào đó không? Tụi bay đi nấu nước pha trà coi. Thấy không có đứa nào ở gần, nghe lén Tư Linh tiếp. Phái đoàn đông lắm, gồm có 20 mấy người lẫn. Anh ba mình về chờ lãnh chức Thứ trưởng Quốc phòng của chính phủ lâm thời. Ông Tư Trường... Tư Trường nào? Tư Trường chánh quỷ khu. Không biết về trển làm gì. Tất cả đều vô trụm trong bãi mìn, không tìm được một dấu vết gì cả. Sao kỳ vậy ha? Tôi mơ màng. Bộ tư lệnh quân khu đi hành quân mà lại dẫn lên bãi mìn làng sao? Không có trinh sát xích hầu gì hết à? Ai biết được mày ơi?
Mày lên trên trời mà thắc mắc cho người ta còng đầu mày. Kế hoạch của người ta tuổi ếch nhái mình hiểu được sao? Mày nói thế nghĩa là gì? Nghĩa là vậy đó. Thôi cha nuốt hết cho ba cái mau đì đi rồi đi ngủ. Mày thảo kế hoạch phân tán mỏng đơn vị đi. Tình hình này nó hửi được mùi thép, nó phạt cho 50.000 dưa là tiêu dên hết đó ông e thép. Để tao bảo nó múc nước giếng nấu trà chín xuân uống chơi. Như ngồi ở phố quý Hà Nội ngang. Kìa, cái giếng đó sâu 10 mét, nước ngọt lắm. Nhưng múc được một gạo phải đổ mồ hôi trán rắn mồ hôi lộn chứ không có khỏe như múc nước sông Sài Gòn đâu. Tôi xua tay. Ê, nước sông Sài Gòn bây giờ không dám nấu trà uống đâu mày. Thấy bò vàng bò đen trôi lên trôi xuống chứ sao? Bò ở đâu mà lội lên trên sông Sài Gòn? Thì bò xanh bắc tử nam chứ đâu. Sáu hồng ngân đông đái cũng vì ba con bò đó. Tôm càng xanh mà ăn không mạnh miệng. Sáng mai tao về sớm mày à. Mày hỏi biệt kích chứ hỏi tao chi? Tao sẽ cho hai thằng nhóc gạt đờ co cho mày về tới Củ Chi. Một công ba chuyện. Tụi nó xuống đó gửi cho tao vài ba bồng trà thuốc về tắm gân. Chứ để con chim khô queo một mất. Hai là ghé nhà ông thầy nào dắt mấy cô bé về. Ba là kiếm vài đứa tân binh gửi lên đây cho tao. Giống cái càng tốt. Trà thuốc tao lo được, còn vụ tân binh tao không có hứa. Ở dưới đó đâu còn đâu mà rủ mà nhử. Giống cái đâu có thừa mà cống hầu cho mày. À, thịt hộp đó lấy được bao nhiêu thì lấy đi. Thịt tanh rình mắc ói ăn thua thịt khỉ già. Tao coi còn thua mắm kho của em là nữa. Nói loanh quanh một hồi, Tư Linh lại dặn. Mày đừng có nói tùm lum thứ đó ngang hông thằng Thiên Lôi. Đầu cu tao nè, ở trên này mà hay thì ở dưới ảnh ương nhái bầu đều biết hết rồi, còn lo nổi gì. Đưa tôi ra miệng hang, Tư Linh bảo. Ê, thằng cha năm sĩ điên hả mày? Chắc bị pháo giả đức thần thông rồi. Không phải đâu, nó hốt hụt đại đội Mỹ nó tức, nó điên đó mày. Ê, tội nghiệp, tao kết nạp nó vô hội dê chai cho vui. Hai Trí còn dưới đó không? Còn, nhưng không biết ở lùm nào. Đủ bà ép trưởng chết, coi chừng ép phó đó ngang. Mày nên cặp bồ giúp ổng. Sao tao nghe đụng mày đi miền Tây với ông Năm Lê? Ông có biểu nhưng tao không có muốn đi. Ở đây làm cái cũ ở chi gì? Nghe nói ở dưới đó đất U Minh rộng hơn. Rộng á nhưng sình lầy. Đủ bà thằng bỏ chét, đâu rồi sao không tới Củ Chi lần nữa? Bị nó lấy mật, con Hương xấu hổ trốn ra thành mất biệt rồi. Tội nghiệp cái thằng nào hứa hôn với nó, mẹ kiếp mọi việc đều do tám quan mà ra cả. Lần này nó tới, tao kiếm một con điếm Sài Gòn cho nó thọc ống điếu vô bị cua đinh thiên pháo chết cha thằng nói láo để trả thù dân tộc. Ý thôi đi mày ơi, trước khi nó vô đây, nó đã gặp bác Hồ với đồng chí Tố Hữu đó ngang mày. Tất cả mọi việc đều do ở ngoài cân đo sắp xếp chứ không phải tám quan dám chuyên quyền đâu. Mấy ông trong này chỉ là cá tài chẳng và là con bỏi của ngoài đó thôi. Mày nói tầm bậy, khiến nó nghe nó báo cáo là mày rụng đầu. Ê, đầu nào, đầu trên hay đầu dưới? Trong chiến cuộc Củ Chi, tôi có mấy người bạn Cố Tri uống rượu và dám nói chuyện bất mãn với nhau. Trong đó có Tư Linh. Lâu lâu lại gặp, tôi cho nó tiền đãi rượu. Nó hữu nghị cho tôi chứng minh thư nhân dân xài cho khỏi phiền ông thầy nạo tấm lề. Bữa nay chia tay hai đứa bình tĩnh như trẻ con. Chừng nào gặp lại mày à, Lôi? Ai biết, mà gặp ở đâu, gặp làm gì? Tư Linh dậm chân. Chắc dư đó, có bọn thằng Sáu Dùng hay giả. Bỗng nghe tiếng xè xè trên đầu, rồi tiếng loa điện ồm ồm chụp xuống đầu. Tôi là Bảy Đạo tham mưu trưởng quân đội Củ Chi, thượng quý Bắc Việt hồi kết đã bỏ hàng ngũ cộng sản về với chính phủ quốc gia. Tôi đã thấy giả tâm của họ là xâm chiếm miền Nam bằng súng Nga Tàu và xương máu bộ đội Bắc Nam. Tôi đã thấy bọn giải phóng vô thị trấn Củ Chi ăn cướp giải và vàng bạc của đồng bào chở bằng xe bò. Trong trận đánh Trung Hòa thất bại, họ bị pháo Mỹ dập chết nguyên trung đoàn E-268 gốc sư đoàn 308 Bắc Việt từng đánh Điện Biên. Lính xanh Bắc tử Nam chết chừng 300 tên ở Tầm Lanh và Ràng. Tôi kêu gọi anh em cán binh Việt Cộng hãy bỏ hàng ngũ Cộng sản để tránh khỏi cái chết thảm khốc vô lối. Bảy Đạo tham mưu trưởng quân đội Củ Chi. Tư Linh ngất mặt lên chửi. Địt mẹ, thằng già hãm con nít còn nho nhoe cái má mẹ mày hả? Ý con nít đưa lọc cho nó đổ chứ có hãm ai. Có mấy thằng lãnh tụ hãm các cháu nuôi thì có. Nó cưới được con nhỏ 16 tuổi. Đã quá đồ dông luôn hả mày? Mày địt Mỹ không xong. Mỹ nó địt lại mày mất một tên tham mưu trưởng.
Vụ này bề ngoài là một vụ lính xe tăng khôi hầm bắt sống bảy đạo, nhưng ai cũng biết là vợ hắn ra Sài Gòn liên lạc rồi dàn cảnh. Lính đổ dụ ngay chốc, đi vào khôi hầm bắt bảy đạo bỏ lên trực thăng chở đi, quần áo không lắm chút bụi. Tư Linh bảo tôi, mày về ngay tản khai đơn vị, không thôi lại bị một vũ tầm lanh thì... Tư Linh chưa dứt lời thì một lá truyền đơn rơi ngay miệng. Hắn nhặt lấy đọc, rõ ràng là hình bảy đạo đứng bên cạnh cô vợ trẻ in trên góc truyền đơn với chữ ký bảy đạo. Tôi chỉ liếc qua Tư Linh đọc chưa hết, tôi giật, dò lẹ ném đi. Đọc cái cũ họ, tao biết rồi. Tôi nóng lòng vọt về đơn vị thu xếp công việc, nhưng Tư Linh can. Tình hình này tủ văn thiền bế ngang mày không có chui lọt đâu. Để chờ ít năm nữa thằng nhà báo chúa chết đào địa đạo xuyên qua sông Sài Gòn cho mày đi chắc ăn hơn. Rồi Tư Linh kéo tay tôi trở vô hầm. Long Nguyên, ôi Long Nguyên đất cuốc, nơi khởi binh của Huỳnh Văn Nghệ danh tướng của thời kháng chiến chống Pháp với những trận bào cá La Ngà. Câu thơ bất hủ của Huỳnh thi sĩ còn mãi mãi vang âm trong lòng những nữ sinh áo trắng và của toàn thể lứa tuổi học trò thế hệ 1947-1950. Em trở lại trong vùng tạm chiếm, biết bao giờ ngồi hận chiến khu xanh. Bây giờ Long Nguyên là nơi tuyệt địa của Nguyễn Chí Thanh. Đó là sự báo oán của anh linh Huỳnh Văn Nghệ, một nhân tài bị nhà Hồ ngược đãi tận cùng chỉ vì ông ta căm ghét chính sách bạc đãi dân Nam Kỳ. Người dân Nam Kỳ biết hay không biết điểm này? Dù bị cầm chân, tôi vẫn dùng dằn, bụng như lửa đốt, quyết đi về Củ Chi ngay. Tư Linh bảo, Củ Chi này còn đỡ gạt với anh cả đỏ, tia chốt nhiệt đới là nhờ cái e thép của mày đó ngang mày. Mày mà đi đái nữa là coi như tụi nó ỉa trên đầu cha quận đội, quận quỷ Củ Chi. Ông Năm Tiều ổng già rồi, bánh chè của ổng khô nước nhận, không có chạy đua được với trực thăng đâu. Nhưng tôi không ở được, hình ảnh tầm lanh với 50.000 trái pháo ám ảnh tôi nặng nề rùng rợn. Nhậu sơ ba hộp với thằng bạn rồi, tôi đứng dậy cương quyết. Mày để tao đi, đừng có níu kéo nữa lên à. Không giữ được, nó đành đưa tôi ra đường mòn quốc tế. Tôi buộc miệng nói, cái hầm này có cụ Hồng, mày không nên ở lâu. Tư Linh đưa tôi ra đường mòn lớn, nó đột nhiên hỏi, mày không chịu yên nơi chỗ cho rồi à, thiệt sao lôi? Thôi đi mày ơi, đừng nói tới chuyện chiến xe đêm đó. Còn cái chuyện thằng em thủy quân lục chiến của mày tới đâu rồi? Tôi bật tiếng Pháp, hãy để cho nó yên, tao không có biết nữa. Tư Linh cứ lẻo đẻo theo tôi hoài, hai đứa cần vũ vác AK đi phía trước, cứ dừng lại ngó chừng chờ tôi tới. Tư Linh bỗng nhiên mếu máu. Thằng cu tao lên 8 rồi đó mày. Thằng cu nào? Tôi chợt nhớ ra nó cấy rau muống ở Thanh Hóa. Nó có khoe tôi lúc gặp ở Hà Nội. Thằng bé trông kháo lắm, chấp đây mà đã 5 năm. Tư Linh móc bóp ra lấy hình, tấm hình thằng bé hồi đó. Không biết nó với mẹ nó ở đâu bây giờ. Tao đã gửi hàng chục bức thư mà không có hồi âm một chữ. Mày à, tính đi mày, gần 40 rồi đó, cha già con muộn. Mắt nó đỏ hoe, giọng nó rưng rưng. Lần đầu tiên tôi cũng xúc động vì một câu chuyện bất ngờ như vậy. Tôi vung tay ra. Ê, cái cũ họ, để tao đi. Rồi dục theo hai đứa cận vệ. Cẩn thận gian thiền nghe lôi. Tôi nghe tiếng thằng bạn vuốt lạnh sau gáy, như một làn gió heo may giữa trời nắng gắt. Ít lâu sau đó, nó cũng bị khôi hầm, bắt sống với chức vụ trưởng ban địch vận quân khu, với thành tích độc nhất là giam giữ thằng tù binh Mỹ tên Bill không biết chết sống. Đường đi bích hết, tôi độ chừng đến ngay căn cứ cũ của sáu phấn, tôi cũng không còn nhớ. Rừng xóa vết rất mau, một vài trận mưa là mồ mã sang bằng, chòi trại nước cuốn trôi mất hết. Tôi nhớ lần cuối cùng uống rượu với tôm khô, sáu phấn để dành cho thầy hai một năm trời mới mở ra. Tôi đành ngoảnh mặt đi ngang vùng đất này xem như không quen biết. Còn nấm mồ tập thể của tụi sáu dùng cũng ở đây. Tôi có tới đốc nhang một lần, nhưng bây giờ còn biết ở đâu mà tìm. Thôi cứ coi như không có. Lội băng hai ngày liền dưới cánh trực thăng mới ra đến sông Sài Gòn. Trời chiều bảng lãng buồn tên. Nhưng than ôi, không phải cái buồn của bà huyện Thanh Quan thở trước đi học trường làng trả bài cho thầy. Trời chiều bản lãng hóng hoàng hôn, tiếng ốc xa đưa lẫn trong dục, gác mái ngư ông về viễn phố, gõ sừng mục tử lại cô thôn, ngàn dân gió cuốn chim bay mỏi, dặm liễu xương xa khách bước dồn, kẻ trốn chương đài người lữ thứ, biết ai mà kể nổi hàng ôn.
Dương Đình Lôi vô phép xin họa với người tiền bối cho đỡ buồn. Trời chiều khói súng phủ hoàng hôn, tiếng pháo tiếng bom nổ dập dùng. Lóm thóm giao liên chui gốc cỏ, tang thương liệu nát ngập cô hồn. Rừng đen từng lõm chim không ẩu, đường xá lơ thơ, ạt kiếm ồn. Sông nước Sài Gòn nay cũng khác, đò bỏ trôi trên sóng phập phồng. Xin mở ngoặc của người đọc. Đường xá lơ thơ, ạt kiếm ồn. Bà con muốn hiểu sao thì hiểu, xin đóng ngoặc. Một cận vệ đi bám bờ sông trở lại báo cáo. A Giang Thiền Bình Dương dặn ngăn anh hai à. Tôi đón trước tình thế bất lợi ấy cho nên bảo ngay, đi trở lại xóm thuốc. Xóm thuốc là đại bản doanh của ông tư lệnh, tức là cái nhà của dì ba, em má hai, má của lụa là. Ông tư lệnh quân khu tư ăn dầm nằm về ở đây, có một đại đội cận vệ do chính nửa chỉ huy. Độc giả hẳn còn nhớ chính bữa tiệc máu tôi viết ở quyển trước xảy ra ở đây. Cuộc họp đầy đủ bọn mặt rằng râu quắn của bọn khu ủy tư gồm cả Mai Chí Thọ và Võ Văn Kiệt cũng ở tại cái chuồng heo sau nhà này. Mụ vợ Nguyễn Hộ cũng tới liếm láp ở đây. Con đĩ lũng nữ dân biểu cặp đít chảo cũng mong men kiếm chác đồ thừa cộng sản vứt cho. Tôi đã bắn một phát M79 giết mấy con gà của dì ba làm tiệc đãi chúng nó. Tên chánh quỷ Tư Trình ăn phải miễn đạn, xui thiệt. Ba Xu và Tư Trình đạp mìn chết tan xác ở mỏ vẹt biên giới miền Việt. Rồi đến Lê Quốc Đăng, tên hung thần đỏ bắt nhốt lính đi Sài Gòn dội về đợt một. Đến phiên hắn xuống Sài Gòn thì bị nhân dân tự vệ bắn chết trong chuồng gà. Xin nhắc sơ để độc giả nhớ lại vài nét mới vừa xảy ra ở đoạn trước. Trời tối không còn nhận được đường đi bị bom pháo bắn sụp hết. Cảnh vật này cũng khác đi, mắt cứ phóng chừng, chân cứ bước. Thời mai hai đứa cần vụ nhớ nơi kỳ ngộ, chúng bảo. A quán của bà lũ ở đây nè anh hai. Tôi như sực tỉnh, nói là đây, nhưng đâu thấy gì là quán. Một đều lại một đều, một đống đen lại một đống đen thụ lù. Đó là hai cái quán cặp kè bán bún thịt nướng trước kia. Lại một đống đen bên đường, đó là ngôi nhà ngói xưa của dì ba, tổng hành chòi của tư lệnh Ba Xu. Tôi còn biết làm gì trước cảnh hoang tàn này. Một cận vệ sạc đèn pin lên soi vào quán và nói, may ra còn có món gì ăn anh hai. Tôi gật gù đi trong vệt ánh sáng xanh lét như đi trong ác mộng. Trong góc nhà mấy cái bàn dùng cho khách ngồi, ghế chồng lên bàn chổng rộng, chân dơ lên nóc nhà. Chiếc bàn thờ đơn sơ dựa vào tấm vách thủng đổ nghiêng, bất giác tôi cũng móc đèn pin trội lên bàn thờ. Rồi tắt ngay, má hai đã chết, tấm ảnh của má tôi vẫn quen nhìn, treo trên vách nhà ở bên Củ Chi. Bây giờ đã đặt trên bàn thờ, má đã chết, hồi nào, vì lẽ gì? Lụa và con bé rớt, hai mẹ con đâu rồi? Cả xóm tản đi mất hết, không còn ai để mà hỏi thăm. Một cậu cận vệ hỏi, bây giờ tính sao anh hai? Giang Thiện có thể dần tới đây không em? Tôi hỏi, mặc dù tôi thừa biết chuyện đó. Thường thì tụi nó dân từ Bến Thuốc đến Dòng Sỏi để cắt đường dây mình qua Củ Chi đó anh hai. À, kiếm chỗ treo giỏng tạm đêm nay, xem tình hình xé liệu. Tôi bảo, tôi ngủ một đêm trong nhà người yêu, không có người yêu mà cũng không biết người yêu đi đâu. Lụa coi tôi như chồng, bé trước khoe với sắp nhỏ tôi là ba của nó. Và tôi vẫn để cho tình cảm phát triển như thế mấy năm qua. Không khí gia đình êm ấm mỗi khi tôi bước chân vào đây. Hôm nay bỗng nhiên biến tất cả. Trời sáng lúc nào cũng không hay, một giấc ngủ kinh hoàng tưởng ở dưới âm ty mà thực ra ở trên trần thế. Mình à đi chứ anh? Một cậu cận vệ hỏi. Ừ, cho bám trước xem tình hình bờ sông cho kỹ đã, coi chừng nó thả biệt kích lên bờ. Tôi ngồi bên quán ngó ra đường, không một bóng người. Sau Tết vùng này trở thành khu oanh tạc tự do, máy bay đi qua bắn chơi vài quả tróc kết. Đi lại rẹt vài loạt đại liên, muốn làm gì làm, mẹ nó, dân Việt Nam từ mấy chục năm qua được lũ chó quốc tế mù dùng làm bia thử súng, ai làm gì chúng, tội nghiệp cho dân Củ Chi, Củ Chị, Củ Cạc, ai ăn nhậu ban giao hữu nghị múa mai bán đất giờ ở đâu không biết, dân Củ Chi phèo ruột nằm đầy đường, như những con chó chết chẳng ai ngó ngàng. Tôi ngồi trong quán ngó qua nhà dì ba nhớ những kỷ niệm xưa, Mai Khánh Ngọc. Ba con thỏ bạch ngây ngơ hồn nhiên, những ngón tay học sinh chấm nước đá cho tôi húp,
Những cái hôn chớp nhoáng mà say đắm bên bụi bông trang nay còn đó, mà bóng hồng không còn thấp thoáng ở đây. Hôm qua anh đến nhà em, ra về mới nhớ bỏ quên cây đàn. Hôm nay trở lại nhà em, cây đàn còn đó, nhưng em đâu rồi? Tôi muốn đi qua thăm cảnh cũ, nhưng thôi không đi nữa. Cảnh cũ vắng người xưa thì khác chi bức tranh không hồn, thà đừng nhìn còn hơn. Xế chiều tôi mới men được đến bờ sông. Thằng thiếu úy chăn bò tư thêm của nông trường Lam Sơn Thanh Hóa, về Nam với chức thiếu úy chèo đò ở bến này, nay cũng đâu mất dạng, chỉ thấy thuyền nát nằm ở mé sông. Đó là thân phi cơ B-27 bị pháo tôi bắn rơi ở đồng Trà Dơ năm trước. Nó nhặt lấy Gò Thành xuồng đưa khách cách mạng. Làm sao đi? Tôi hỏi các cận vệ. À, đi được anh à. Cách nào? Thằng bé đưa hai bàn tay xòe. Xuồng ba khách, sáu dầm, trột trột qua sông, gian thuyền không tới kịp. Tôi bảo, xuồng bảy, bốn dầm thôi, còn hai tay tắt nước. Dạ, anh tắt nước, chúng em bơi. Tôi từng quen qua sông Bạc Đầu, Cửu Long, sông bé sông lớn từ Bắc về Nam, từ miền Đông xuống miền Tây, xá gì một con sông Sài Gòn này, bất quá thành bò vàng, trôi lên trôi xuống. Chúng tôi đi ẩu cũng như cách mạng tháng 8 ăn mai làm ẩu. Giải phóng ăn gọn nhờ quốc tế ngu, qua tới bên kia bờ thở vào, nhảy lên bờ thì rù rù nghe tiếng giang thuyền từ dầu tiếng. Đêm qua chúng ngủ ở đâu đây, trình mình. Ba thầy trò chạy đứt hơi một mách, dừng lại một cậu hỏi tôi. Đi đâu bây giờ anh hai? Tôi không lưỡng lự đáp. Dù hấu bò. Tôi định vô đó móc với xã đội trưởng Là và bí thư xã Tư Thiên. Ở đó còn hai người khác đáng tin cậy là chị Tám Khỏe, phụ nữ giải phóng, vợ Ba Tố cưới bằng một chai rượu và mấy con chuột quay. Và chú Tám Xe, người đánh xe bò chở gạo cho Bảy Hốt quân nhu khu. Ở đó tôi có thể nhờ cô Là cho người về đơn vị cho phân tán mỏng càng sớm càng tốt. Đóng quân theo kiểu xưa, thế nào cũng bị pháo. Bãi đạo ra ngoài đó, chúng nó biết hết mọi điều bí mật trong này. Địa điểm, cách bố phòng, hành quân, vũ khí, lực lượng, cả tánh nết người chỉ huy. Chiến trường Củ Chi bây giờ tôi càng gỡ thế bị động lại càng bị động. Càng xông vào đánh để giành chủ động thì lại càng bị động hơn. Cụ thể nhất là trận tấn công Học Trung Hòa, Bộ Tư lệnh hạ lệnh đánh Trung Hòa là để rửa cái mặt lem luốc mẫu thân ở quân khu tư, đúng ra cũng không nhầm gì so với thất bại ê chề tấn công Sài Gòn. Nhưng thấy là cùng, có còn hơn không, giờ định chơi xả láng mà các con tốt năm kỳ sẽ phải hy sinh trên một bàn cờ không có nước thắng. Chương 108. Em xã đội vùi chôn tuổi xuân, bà khu ủy hết sôi rồi việc. Đường về nhà cô Là không xa, từ mé sông Sài Gòn vô Bò Cạp, trời cái xóm nhà lưa thưa điêu tàn. Đó là nơi sinh sống của ba người anh hùng áo vải, năm đầu ban, sáu mã tử và tư ếch của đất Củ Chi. Sáu mã tử và năm đầu ban vô du kích từ khi Là làm xã đội phó. Hai cậu thanh niên này chuyên môn lượm đạn cà nông lép về cải ra, làm đạp lôi gài Mỹ, nên nổi danh là năm đầu ban và sáu mã tử. Tôi cứ như thế mà gọi chứ cũng không hỏi lý lịch ba đời cũ kỹ làm gì. Đến khi vào đơn vị của tôi, hai chàng cũng mang cái tên thân mến đó. Tôi dạy dỗ từ những anh dân quê ngờ ngợt lên làm A phó A trưởng rồi nâng dần lên tới C phó C trưởng chỉ huy đơn vị. Riêng tư ếch nhát bom pháo, một hôm bị cô xã đội phó sạc cà rây. Người ta đi hết chỉ một mình anh ở nhà mà bắt ếch bắt lương không mắc cỡ hay sao? Thế là tư ếch xin vô tiểu đoàn thép và hy sinh với chức vụ C phó. Đi ngang xóm nhà của tư ếch, tôi không khỏi ngậm ngùi. Một anh chàng chuyên nghề đặt trúm lương bắt ếch lấy tiền nuôi cha già đã hy sinh với chức C phó quân giải phóng. Sắp cưới vợ mà chết kể cũng buồn, sắp lấy chồng mà chết thì cũng chẳng vui gì hơn. Nhưng việc đó xảy ra ở Củ Chi này như cơm bữa. Nhà Là vắng hoe, nó sụm xuống như một thân người không còn chân. 4 năm trước tôi về Củ Chi bước chân đầu tiên vào nơi này. Thằng Lãng chở tôi bằng xe đạp bỏ tôi ở đây. Kia là cái lò đường tôi uống ngụm nước giải khát có vắt chanh. Nó là ngôi nhà ngói xưa của má hai, nơi tôi nằm ngủ trên ván gỗ với chiếc gối tai bèo giống y như nhà tôi vậy. Trời ơi, bây giờ không còn gì nữa.
nhà má hai, cây bú sữa, lò đường, tất cả đều biến mất khỏi mặt đất. Lạ ơi! Tôi cất tiếng gọi, không có ai trả lời, tôi ngó vào trong rồi đi đại vào, không có gì hết, nhà hoang. Tôi luồn ra phía sau kêu to, à chị Tám ơi, chị Tám, lôi nè! Nhà chị Tám ở ngay sau nhà là chú Tư Thiên ở cạnh đó, chú Tám cả cũng sát vách, cuộc sống ác nghiệt làm cho họ tựa lưng nhau khi tối lửa tắt đèn và hợp thành một tổ chức cách mạng, làm mỏi cho dân bê ca vào sự ngon lành. Thấy không có hy vọng gặp người, tôi bước qua sân, tụi nhỏ con trai con gái của chị Tám đã gửi sang cho lụa nuôi ở đâu? Ngay trong đó đó, gần xây năm của Tư Truyền. Trời ơi, cái khu rừng xây năm của Tư Truyền đã hôi ổ từ lâu, sao còn vô đó xây hầm? Tôi trách thầm cô bé, là yêu tôi và ghen công khai, có lần suýt chia hai lựu đạn với hai cô ua và chia ở bầu chứa, ghen luôn với bảy mô, tất cả các nàng dũng sĩ. Tôi cũng đã tặng cho nàng chiếc nhẫn có chạm chữ L, bây giờ chiếc nhẫn nằm dưới đất sâu từng hố bò, một mảnh tim lôi chôn theo đó. Không biết bao lâu chị Tám mới nói, cậu ác lắm, biểu cưới đi chôn nó có chồng mà cứ dùng dằng, bây giờ còn đâu nữa. Biết làm sao, biết làm gì, tôi đành nhận tiếng ác cho thiên lôi. Về tới đơn vị hôm sau, bảy ga tư quân ùa ra tiếp đón lăng xăng như vắng tôi một ngàn ngày không bằng. Tôi ném ba lô lên bàn, bảo hai cậu cần dụ. Hai em đi lại quán chính khuôn kia kìa, mua hết trà thuốc rượu tốt mở đường đậu khô, nhẫn đầy ba lô, để tiền tôi trả cho. Dạ. Một cậu nhắn, anh hai nhớ tìm giùm cho anh Tứ vài tân binh. Đi lấy hàng đi ra rồi về sẽ giải quyết. Rồi quay sang bảy ga, có lệnh gì mới không đồng chí? Ở trên kêu tôi đi rờ học. Gì nữa đây? Anh Năm Tiểu sắp đi rờ xin quân cho đợt hai. Đơn vị mình sao? Cũng như hồi thầy ở nhà. Cậu đi tìm vị trí cho phân tán ngay, phân tán thật mỏng. Bảy ga lẫn tư quân ngơ ngác không hiểu việc gì, cứ ngồi im. Tôi bảo thêm, mỗi tổ cách nhau 100-300 mét, không được ở chung hầm, rút kinh nghiệm tạm lanh. Lệnh của năm lê, thi hành ngay bây giờ, không được để tới ngày mai. Bảy ga còn do dự, vậy làm sao vô đợt anh hai? Đã bảo ở trên có kế hoạch rồi, mình không phải lo vô ra gì hết. Ngoài bác đưa quân vô hả anh hai? Quân Nga, quân Tàu, lẫn quân Hung, quân Tiệp. Năm sĩ ôm lũ đạn rút chốt rồi anh à. Ở đâu? Lính 268 tán rùm. Ê, không có đâu, thằng Chả chỉ buồn thôi. Thật mà, có bức thư cho võ đại tướng nói về sự vô dụng của các chiến thuật giao mổ bò giết ruồi, giá chạy nhanh, thu chạy nhanh, trì cổ chiến dân dân gì đó tôi không có hiểu. Tôi nghĩ bụng đó là các chiến thuật của Mao Trạch Đông thường dùng trong kháng chiến chống Pháp. Tôi có học nhưng làm sao xài được với chiến thuật trực thăng của Mỹ. Tôi bán tính bán nghi về tin năm sĩ rút chốt lựu đạn nên gạt ngang. Tôi mới gặp Chả ở Phú Mỹ Hưng làm hết một bình toan đi nè, đừng có đòn dậy lính mất tinh thần. Ba xu đạp mền thì lính mất tinh thần cỡ nào, thiên lôi tự hỏi và im luôn. Ê, đi đâu vậy bà khu quỷ? À, thôi đi anh ơi, đừng có ngạo em. Sắp vô đợt rồi, có quấn thị gì mới trước toàn quân không? Năm đang đổ rần mặt đáp. Anh ở lại mà vô, em ra. Ra Sài Gòn hả? Ra rìa, em đã bảo em bị tống ra khu quỷ rồi, anh chưa tin sao? Ủa, sao vậy? Thì vậy chứ sao, hết xôi rồi việc mà, bây giờ em mới biết. Nói trả treo một chọc với tôi rồi bà khu quỷ bảo. Anh rảnh không? Cho em nói chuyện chút. À, chuyện gì? Quan trọng không? Tôi bận lắm. Bận gì cũng phải nhân ra, đây là lần cuối cùng anh gặp em. Mụ này mắc chứng gì mà dở cái giọng tiểu thuyết ra với thiên lôi đây? Được, gặp thì gặp chứ. Năm đang một người đàn bà, 33 tuổi, có chồng bị đày công đảo, con chủ nhà máy xay lúa ở Phú Hòa Đông, được bốc vỏ vô khu ủy 5 năm trước, là người vận động tổ chức các cuộc biểu tình đấu tranh chính trị bằng xe lam để tên Putschet quay phim đưa ra trình cho quốc tế. Thấy rằng mặt trận giải phóng đã kiểm soát 3/4 đất đai và 4/5 dân chúng tận cửa ngõ Sài Gòn, cũng là người bỏ tiền ra nuôi bọn mặt đỏ gọi là khu ủy, và lại cũng là người đàn bà bị khu ủy mò khắp lượt, nhưng vì đảng tính của bà trắng quá, chúng gặp choáng lửa nên bây giờ chúng tống bà ra để tìm cái mền mềm hơn. Tiểu sử của khu ủy năm đang tạm ghi tóm tắt như thế, có thể thiếu nhưng không sai. Tôi cũng dở giọng tiểu thuyết.
À, nếu không gặp bữa nay thì bao giờ? Tôi nhát kêu nàng bằng em vì cái mặt cảm bà ta là cấp nằm trên tôi từ trước tới nay. Không hôm nay thì chẳng bao giờ. Ê, Tầm Lanh chỉ ăn pháo một trận là tan hết. Tôi phóng bậy một quả pháo mồ côi, chẳng ngờ bà khu quỷ hứng ngay nói tỉnh bơ. Chúng nó bắn mù chứ, anh là thầy pháo phải nhắm kỹ trước khi bắn chứ. À, nhắm kỹ mấy rồi cũng có trái hụt. 10 trái hụt 1 là tài rồi. Bà khu quỷ dắt tôi vào một ngôi nhà hoang, có lẽ là cơ sở cũ của bà, cho nên bà thuộc hết cả hầm hố bếp núc từ hổ mối đến sóng chén. Bà ném ba lô, giỏ sách vô hầm rồi trồi ra trừng mắt với tôi. Sợ kiểm thảo hả ông e phó? Ai kiểm thảo tôi? Em chứ ai? Vừa nói đang vừa ôm xiết tôi hôn cái gò má nóng rực của tôi và lảm nhảm. Ghét cái mặt, làm bộ đạo đức hoài. Ai biết bụng ai ra làm sao? Người ta đạp chân mà cứ ngồi yên. Ê, đạp thì đạp, ai biết nghĩa gì? Lại còn bỏ tay qua đùi con phụng, tưởng người ta không biết. Thấy à, con chục con mắt chứ không phải hai con đâu ông thầy pháo. Đang tác yêu tôi. Em biết anh không yêu em, chung quanh anh đầy đàn đầy đống các cô lũng sĩ, chúng nó đeo anh như đĩa. Em không có đeo, em chỉ xin anh một đứa con đem về nhà sống cô đơn tới chết. Nữa rồi, tiểu thuyết phọt ra đằng mồm thì chắc trái tim của nàng cũng đang rúm máu. Nếu con Xuân còn, em sẽ gả nó cho anh. Đặng lấy giống thiên lôi hả? Em có kinh cách đây 10 ngày, hôm nay chứng rụng. Giữa ban ngày chúng tôi yêu nhau, một thứ tình yêu muộn màng và bất ngờ, nhưng vô cùng say đắm bởi sự mài miệt và buông thả hoàn toàn của người đàn bà. Nàng tâm sự, em đâu có thương yêu gì thằng Bắc Kỳ Vũ Ba, mà em phải lấy nó. Em biết gặp nó là đời em tàn. Trước nhất nó là người khác loại, nó có vợ ngoài Bắc nhưng vô đây nó khai mang. Xin mở ngoặc, tụi Bắc Kỳ là vậy, vô đây thằng nào cũng khai là bận công tác cách mạng không có thời giờ lập gia đình. Nghe vậy chị em Nam Kỳ chất phát tin rằng thật nên ôm cọng rau muốn héo, đến chừng vỡ nhẽ ra, đụng đầu mụ trùm khăn mỏ quả răng đen thì hết đường rút lui. Xin đóng ngoặc. Đàn ông diện tay chân mặt mũi xanh lét yếu nhợt như bún thiêu, lấy nó thả lấy bà bóng còn sướng hơn. Nó lên trợ đi ra Bắc dưỡng bệnh mà không cho em hay, ra tới Bắc mới gửi thơ vào xin lỗi. Ây thôi đi bà nội, bà cũng lên chân lắm nên mới mắc lỗn, còn trách ai? Em lên chân việc gì khác chứ không gì lấy thằng Bắc Kỳ liệt dương đó. Thằng chả giỏi 40 là cùng mà. Em đâu có ưng, nhưng lão tư trường cố nài ép, anh biết tại sao không? Ai mà biết chuyện mấy ông lớn ỉa cướp giấu đầu nằm. Lão mò em. Hồi nào, ở đâu, có ai làm chứng? Có thằng lằng trắng mối làm chứng. Thằng chả biểu cho, thằng chả ngủ một đêm rồi thằng chả sẽ đưa vô thường vụ khu quỷ. Từ đó em tẩn chúng nó, ra là thế, kết bè với nhau, nâng đỡ nhau, hè nhau dìm kẻ khác, thằng chả gán vũ ba cho em để ém miệng em. Bộ ơi, bà la ôm lên à? Em không có la, em chỉ tống cho lão một đạp vô mặt. Đồ mất dạy thế mà cũng bí thư khu quỷ, không biết tụi kia có vậy không? Ê, không có đâu, mấy đồng chí kia đều đạo đức cao cả, nhất là trung ương toàn những nhà đạo đức gương mẫu hết, bà nội ơi. Rồi tại sao vũ ba? Thì lão gán cho em vũ ba cho em chuyện. Em thế nào? Em là em có nơi chỗ không phát ngôn tự do nữa. Sao bây giờ em xì ra cho thiên lôi biết? Chứ để bụng chết đem theo à? Nàng chấm câu bằng một cái hôn. Rồi bây giờ bà tính sao? Còn tính sao nữa? Về nhà nuôi heo nuôi chó. Ai muốn đi thì đi với em nè. Ý thôi bà nội ơi. Tôi nghĩ thầm. Tôi còn có cái tội có thằng em thị quân lục chiến đây. Chưa biết làm cách nào để mấy chả không nghi ngờ. Đủ mẹ nếu biết vậy ông Thiên Lôi đã không đi kháng chiến, không về Nam, ở nhà chơi dưới tay mốt mùa. Hai đứa nằm hôn nhau, nàng rủ rỉ chuyện trời ơi đất hỡi mà tôi không ngờ, thật không ngờ. Thằng cha tư trường hãm con nhỏ nấu cơm chảy máu, nó la rùm trời, phải gửi đi qua bưng cồng cho tấm lê sức thuốc rồi tống con người tán đi biệt không về cơ quan. Thằng cha sáu dân mò đàn bà giá bị la không có chỗ ở nữa. Thằng cha ba xu cũng bỏ ngón con gái nuôi, bị bà trắng bắt gặp làm bể trời xích cuốn gối đi, không có thằng nào đàng hoàng hết.
thôi đi bà nội, bà cũng đá bóng với mấy chả dữ lắm, cho nên mấy chả mới bắt mò làm tới đó. Đang nhảy dựng lên. Em đá bóng hồi nào, với ai mà anh biết? Còn bà Út Tức thì sao? Con nhỏ đó cũng ra rịa về nuôi cá tra rồi. Sao vậy? Tại nó không cho mấy lão tòm tem chứ sao? Bộ bà có mối nào hả? Đang tắt khẽ vào vai tôi. Anh tưởng em không biết à? Nó khai với em ráo trơn. Nó bảo của nó, đừng có giật ngang cổ quý của nó. Ai vậy? Thiệt không biết không? Tôi em miệng nàng bằng một cái hôn dài. Sao mình không quá là vợ chồng được hả anh? Tôi tự giải thích bằng đề tài khác. À, bí thư khu quỷ và tư lệnh khu đạp mìn. Đừng có lo cho mệt, lo cái thân anh kìa. Lo gì được mà lo. Mấy thằng bắt kỳ vô càng ngày càng đông, bố chúng nó phải kiếm chỗ cho chúng nó ngồi chứ. Câu nói của bà cựu khu quỷ làm tôi giật mình. 22 mạng tan xác, một ông tư lệnh, một ông bí thư khu quỷ. Trần Văn Trà cho một đại đội trinh sát của công trường chính đi tìm dấu vết khắp khu mỏ vẹt Trừng Nhung. Một tháng trời không kết luận được bãi mìn là của ai gài. 10 trường quận đội trưởng trảng bàn dẫn đường mà lại đưa phái đoàn lọt trọn vào ổ mìn cả trăm trái. Em ruột của 10 trường xã đội trưởng xã Phương Chỉ bị bắt sau vụ nổ đó, dẫn đi đâu mất tích. Ai mà biết được ngòi nổ của những quả mìn đó làm bằng gì. Không có một sợi tóc, một mảnh da nào được tìm thấy. Chúng tôi từ giã nhau đường ai nấy đi. Tôi đưa nàng một quãng để dài thêm hạn cuộc tình duyên. Em mà sống ở đâu? Chưa biết anh à. Nàng bệnh rịnh không muốn rời tôi. Em không ân hận chút gì hết. Em không có lỗi gì với ai. Em không lừa gạt ai hết. Chỉ có người ta lừa gạt em thôi. Đời chó má khốn nạn. Em tiếc em chưa ỉa được vào mặt chúng nó. Năm Đang đã học một bài học bất hủ và dạy cho tôi một bài học cũng khá hay ho về cái gọi là đạo đức cách mạng trong cuộc cách mạng do đảng lãnh đạo. Tôi trở về chỉ huy sở, trả rời tứ chi, không còn muốn làm gì nữa. Người đàn bà bất hạnh đã cướp mất linh hồn của một người bất hạnh hơn bà ta. Bao nhiêu công việc của đơn vị ùng ùng thành đống trước mặt. Phân tán đơn vị, vũ khí nặng, quân số thiếu hụt, ban chỉ huy các đại đội, cán bộ có khả năng đã hy sinh hầu hết. Phải đưa cấp B lên thay cấp C, cấp A lên thay cấp B. Cùng một lúc, tinh quân Mỹ tăng cường một lữ đoàn đóng giả ngoại, đồng dù, trong đầu tôi vang cái giọng trêu chọc của Tư Linh. Mày làm phò mã hụt nữa rồi! Và cái tên tỉnh trưởng Hậu Nghĩa treo giá cái đầu của Dương Đình Lôi 20.000 đồng, người đàn bà đến muộn đã tặng cho tôi một vết thương. Dở dang rồi, ai ơi! Một tiếng nói từ cõi tâm linh vang vọng lại báo trước một điều gì nào ai biết lành hay dữ. Cho hay bi kịch trong lòng người còn độc địa hơn bi kịch do bom đạn gây nên. Tập 121 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo 122.